Ciao, Verde. Ciao, Verde. Đâu anh Trung, đây có cây nào? Có cây gì? Đây của anh đây. À, dãy này à? Đến cây hồng hoàng mai. À, tưởng hôm trước tưởng Dũng bán cái này rồi, nay vẫn còn. Cây này cần thăng à? Đó, hồng hoàng mai chứ anh. Còn này chơi hoa quanh năm anh ạ. Hôm nay nhiều si thế? Alo anh à, em hỏi tí, cái cáp của mình mà từ An Dương mà lên dọc Nghi Tàm ấy, mà bên cửa khẩu An Dương lên có dùng được không anh? Nó bỏ rồi à? Cái sợi 12 ấy. À, nó cứ kiểm đến từ đấy thì em hỏi có nhận được không? Bỏ rồi rồi thì. Sợi 12 đúng không anh? Anh có biết cái mã nó là gì, bao năm thì chưa trèo cái sợi? Được rồi. Bỏ rồi, nhận rồi, thấy TP nhận rồi. Trung ơi, cái xin này bao nhiêu anh Trung ơi? Trung ơi, hả? Xin này bao nhiêu tiền này? Xin à? Cái xin là 6 triệu bán. Nay nhiều xin thế, nhiều xin đẹp thế. Trung Trung nhỉ? Thế còn cây kia? Anh cây kia đấy là cây làm cây thay đổi được đẹp. Cái chỗ là quả xong rồi thì đẹp chơi. Đấy là cây triệu, cây cây cái nào đây? Hồng Ngọc Mai triệu một cây. Đây là giá cao. Biết cái đi ngắn không? Cái này là của Dũng à? Của Dũng. Cái bộ để ta đấy, ta trước vẫn là năm triệu mấy, nếu là bao nhiêu bây giờ không biết là bao nhiêu. Lá đẹp, lá dày, à cái mấy tiền này, à mấy tiền cái này ở đây à? Đây, 10 triệu và thấm cúng đấy nhỉ. Rồi bác ạ, đây không mang gì đi ra đi làm. Đến giờ đàn này vẫn còn đang ngắm cây. Này xong cây làng chức làng đẹp. Đây con này. Con này được này, con này sạch sẽ rồi chơi này. Dáng được nhiều người đang ưa thích. Ai thích lắm. Nuôi khoảng độ 3 năm nữa là ngon lành. 3 năm nữa thì xong cây. Cái này được. Này chưa được. Chơi xì búp đỏ này nghệ thuật quá. Dễ rồi, chậu Đồng Nai đấy, chậu 1 triệu, chậu cô đấy, đồ cô đấy. Quay tí đọc số điện thoại của anh đây, anh đọc luôn đi. Đọc luôn à? Đọc luôn. Số điện thoại 09858.
0987 37909 Trung Dâu. Những tác phẩm si á. Ai chưa biết thì mới xem thì gọi. Nhưng ai biết rồi chắc thì thạo lắm rồi. Nó là hàng chậu. Được. Con chậu. Chào các bác. Đây xanh xe trên xe này, đẹp. Đâu á? Trên xe à, to kia thì. Vâng, ok. Mà nó thì bé đấy. Búp đấy, chợ nó búp đỏ này. Búp đỏ búp. Mà đỏ tía thôi. Vừa mua lắp khỏe. Này về phải đục các bạn, đục lên đi. Và đằng sau nó biến đi. Bỏ chỗ này đi. Đây. Vết trên này. Đấy, em cứ để ra kia chỗ này. Của em mất nét. Đây, Dũng à, đi bán cây mà toàn đi chơi. Kiện lên mang cây đi không? Khu xa rồi. Chia tài sản cho thế. Cây của Dũng. Sao lại còn quay cả. Đại tưởng giao dịch. Con này nó mà được cái tuổi như này thì được. Nó béo. Không biết ở dưới nó thế nào nhỉ? Hả? Không biết ở dưới nó như thế nào nhỉ? Không như ý là ngày xưa nó hạ xuống hay là nuôi ở đây 2 năm rồi nhưng nó hạ ngày xưa nó hạ dưới hả ngày xưa nó hạ mọi thứ khoảng hàng này là có nghĩa là nó mọc mọc ở dưới vườn đánh lên nuôi 2 năm ở trên tí hộp xốp rồi đấy thì cút nó mới to được bằng thế nay thì phơi trần lấy khoảng 5 thì nhìn nó khôn cây hơn nhiều khác hoàn toàn. Bên dưới. Vặn bên dưới. Chúng cái ngắm ra rẻ sáng ra đi sửa lắm. Đây nuôi nó để bị sập. Tí tiền và cây lụt lực đẹp. Đúng đồ chơi rồi.
Cây nay người ta vẫn đi chơi hết rồi nhỉ, sao nhỉ? Bảy như là cho vợ con đi chơi xong bắt đầu lúc nữa mới ra đây. À, đúng rồi. Ok, chính ra cái này chơi hay này. Đẹp, dáng đẹp. Và chậu thân trắng rồi. Dạ. Ok.